Đá thì nó có một số cái tư thế đá như thế này. Chúng ta đá không cần cao, 1 mét trở xuống, thẳng cái người ra. Cái người lưng là phải thẳng, hoặc là khi mà nó lên như vậy là có cái đối trọng của cái trọng tâm. Cái chân ra phía trước, cái người nó hơi ngã là sao? Mắt vẫn nhìn ngang, tay vẫn có giữ cái thế cân bằng, co lên và rút về. Khi mà lên, cái mũi bàn chân gập xuống. Đây. Xài cái nhưỡng ẩn xuống với cái khoảng cách này, đúng rồi, đúng rồi, xuống xuống cái chân và bật qua, xoay qua. Đá ngang và dùng gót mình xuống, xuống cái chân và bật qua, xoay qua. Cái động tác gót này á, là nó dùng để nó đánh vô cái mu bàn chân của cái đối phương, nếu mà đối phương đứng sát bên mình xuống.